Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Có câu có tiền mua tiền cũng được, tuy nhiên tiền không phải là tất cả. Có nhiều thứ như là tình cảm thì chẳng thể nào cưỡng cầu được. Câu chuyện sau đây chính là một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người không nên lợi dụng tiền bạc mà có thể làm chuyện đồi bại. Một doanh nhân nổi tiếng ở Hà Thành đã chịu cái chết đắng cay trên chính chiếc xe xa của mình vào ngày lễ tình nhân. Để rồi hắn ta còn chịu thêm những vết cứa chí mạng ở vùng cổ. Và câu chuyện sau đó khiến nhiều người phải suy ngẫm. Vậy chi tiết là như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày lễ tình nhân có lẽ là ngày không thể nào quên đối với người dân khu phục vụ ngoại giao Đoàn Vạn Phúc, phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Nơi đây là hiện trường một vụ án kinh hoàng gây chấn động nhất trong năm. Thời điểm nhân viên bảo vệ của khu phố đang làm nhiệm vụ tại cổng 298 phố Kim Mã thì phát hiện một chiếc xe ô tô Toyota Lexus màu đen. Chiếc xe đổ dịch phía trước cổng, người ngồi trong xe có nhiều hành động kỳ lạ như đang cầu cứu khi liên tục cố gắng thò tay qua cửa, tỏ ý cần sự giúp đỡ. Khi tiến lại gần xem xét, người bảo vệ không khỏi hoảng sợ khi thấy người trong xe trên cổ và áo dính đầy máu. Lúc này người đàn ông không thể nói gì được, chỉ có thể lấy tay ra hiệu cầu cứu. Thấy tình huống nguy hiểm nên nhân viên bảo vệ khu ngoại giao Đoàn đã chạy vào phòng khám gia đình ở gần đó gọi bác sĩ trực nhờ giúp đỡ. Thế nhưng khi các bác sĩ phòng khám đến nơi thì người đàn ông đã bất động. Khi trung tâm cấp cứu 115 thành phố có mặt thì người đàn ông cũng đã tử vong. Vụ việc nhanh chóng được báo lên công an thành phố. Chứng kiến hiện trường vụ án, nhiều người không khỏi ám ảnh sợ hãi. Những vệt máu kéo dài bên trong xe, từ ghế lái, ghế phụ cho đến tay nắm của hai cửa xe trước đều dính rất nhiều máu. Đặc biệt, tại ghế lái nơi nạn nhân tử vong, máu nhuộm đỏ ghế. Thậm chí, bật lên xuống của xe cũng dính nhiều vết máu. Bên trong xe, nạn nhân nằm ngã trên ghế lái ở tư thế ngã ra sau. Cách nơi chiếc ô tô dừng đổ khoảng 50m cũng phát hiện nhiều vết máu kéo dài dưới lòng đường. Kiểm tra bên trong xe, toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng tài sản của nạn nhân còn nguyên vẹn, không phát hiện thấy có dấu hiệu bị lục soát. Tuy nhiên lúc này, động cơ mục đích gây án mới là điều khiến cơ quan công an phải điều tra làm rõ. Bởi từ hiện trường cho thấy, đây không phải là vụ án giết người cướp tài sản, vì toàn bộ đồ cá nhân của nạn nhân để trong người và trên xe ô tô vẫn còn nguyên vẹn. Lần theo những mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng công an nắm được, nạn nhân hiện là giám đốc một doanh nghiệp lớn ở tỉnh Cao Bằng và có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Sau bao ngày tập hợp lực lượng, dốc sức điều tra, bằng tài năng nghiệp vụ của mình, cuối cùng những cố gắng của lực lượng công an Hà Nội đã thu được kết quả. Sau khi thực hiện nhiều biện pháp điều tra, các chiến sĩ công an phát hiện, cách đây hơn 2 năm, anh Cường quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên trường Đại học Sư phạm 1. Đây là Vũ Thị Kim Anh, 22 tuổi, trú quán tại phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng. Vũ Thị Kim Anh đang học năm thứ tư, khoa hóa, trường Đại học Sư phạm 1, hiện ở nhà D7, tập thể Vĩnh Hồ, Hà Nội. Những thông tin này khá trùng hợp với lời kể của một nhân chứng tại ngõ 279 Đội Cấn. Nhân chứng khi đó cho biết, thời điểm trước khi nạn nhân loạn choạng lái xe rời đi, có một cô gái mặc áo ngắn, quần jean, tóc xoăn, bật cửa sau ô tô chạy nhanh ra đầu ngõ vẫy taxi rời đi. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng xác minh được, trong khoảng thời gian đêm 13, rạng sáng 14 tháng 2, lực lượng công an nắm được cô gái này không có mặt tại nơi cư trú. Đáng chú ý, Vũ Thị Kim Anh có mái tóc xoăn và ngoại hình trùng khớp với nhận dạng cô gái đã rời khỏi xe ô tô của anh Cường tại ngõ 279 phố Đội Cấn vào rạng sáng ngày 14 tháng 2 theo lời của nhân chứng trên. Tuy nhiên, những ngày sau khi vụ án xảy ra, Vũ Thị Kim Anh vẫn sinh hoạt bình thường và không biểu lộ bất cứ trạng thái bị kích động tâm lý nào. Phải chăng Kim Anh thật sự không có liên quan đến cái chết của anh Cường? Để làm rõ những nghi vấn về người con gái bí ẩn xuất hiện tại hiện trường, cơ quan công an quyết định mời Kim Anh về trụ sở để làm việc. Sau một khoảng thời gian đôi co chối tội, Vũ Thị Kim Anh đã bật khóc nức nở và thừa nhận đã hạ sát Nguyễn Thành Cường. Trong tiếng nức nghẹn, cô gái xinh đẹp đã thừa nhận ra tay sát hại vị doanh nhân Thành Đạt. Và khi biết được nguyên nhân phía sau khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm, Vũ Thị Kim Anh lớn lên trong một gia đình gia giáo, bố là cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu, mẹ đang làm giáo viên tại thị xã Cao Bằng. Sau khi đã đỗ Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, Kim Anh được bố mẹ mua cho một căn hộ ở tập thể ở Vĩnh Hồ, Hà Nội để theo học đại học. Tháng 4, qua bạn bè giới thiệu, Kim Anh làm quen với nạn nhân. Hai người sau đó dần nảy sinh tình cảm, dù lúc này nạn nhân đã có gia đình và Kim Anh hoàn toàn biết rõ điều này. Đến cuối năm, sau khi biết Cường có mối quan hệ phức tạp và nghiện ma túy, Kim Anh đã quyết định chia tay, thay đổi mọi phương thức liên lạc, quyết tâm chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng với nạn nhân. Tuy nhiên, qua gần 3 năm, Kim Anh bất ngờ nhận được điện thoại của nạn nhân
đề nghị nối lại quan hệ nhưng Kim Anh đã cự tuyệt. Ra Tết, khi xuống Hà Nội, tiếp tục theo học đại học, Kim Anh lại nhận được điện thoại của anh Cường. Nạn nhân yêu cầu nối lại mối quan hệ tình cảm như trước. Đến tối ngày 12 tháng 2, nạn nhân gọi điện yêu cầu Kim Anh phải đi chơi với mình. Tối hôm sau, nạn nhân thấy Kim Anh không trả lời yêu cầu của mình, đã đe dọa sẽ nói ra chuyện quan hệ giữa mình và Kim Anh cho người yêu của cô biết. Sợ mọi người biết quan hệ giữa mình và anh Cường, Kim Anh đã nhận lời. Đêm 13 tháng 2, sau khi đi ăn tối cùng nhau, nạn nhân điều khiển xe ô tô chở Kim Anh đến ngõ 279 phố Đội Cấn. Tại đây, lợi dụng đêm tối, nạn nhân có ý định giở trò sàm sỡ và đổi quan hệ với Kim Anh. Tuy nhiên, Kim Anh tỏ thái độ không đồng ý và chuyển xuống ghế sau để ngồi. Lúc này, nạn nhân cũng xuống xe để nghe điện thoại của ai đó, rồi lại tiếp tục lên xe và có hành động sàm sỡ Kim Anh. Trong lúc nạn nhân ngửa người ra sau ghế lái, Kim Anh đã thò tay lấy con dao gọt hoa quả ở túi để đồ hàng ghế sau. Một tay cầm dao, một tay giữ đầu nạn nhân và cứa một nhát từ sau ra trước. Bị tấn công, nạn nhân cố gắng ngồi dậy, nổ máy và lái xe chạy ra đường Đội Cấn rẽ phải, đến ngõ 285 Đội Cấn thì xuống xe. Một tay bịt vết thương ở cổ đang chảy máu, một tay lấy điện thoại đưa cho một người bán hạt vỡ đêm, ra hiệu gọi điện cấp cứu nhưng anh này không hiểu ý. Vì thế nạn nhân lại tiếp tục lên xe, lái tiếp về hướng ngã tư Liễu Giai. Đến trước cửa khu ngoại giao Đoàn Vạn Phúc, anh Chính đã dừng xe ra hiệu gọi một người bảo vệ lại đây. Người bảo vệ lại gần thấy nạn nhân lúc này bị thương nên đã gọi bác sĩ ở phòng khám gia đình Hà Nội tới cấp cứu, nhưng đến nơi thì nạn nhân đã tử vong. Về phía Kim Anh, sau khi gây án quá hoảng sợ nên lao ra khỏi xe, chạy về phía đầu ngõ 279 phố Đội Cấn, vẫy taxi đi về nhà bạn trai ở khu vực phố Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân. Sau đó Kim Anh thuê nhà trọ ngủ qua đêm và hôm sau trở về trạng thái sinh hoạt bình thường. Trước đó, ngay sau khi gây án, cô đã vứt cả sim lẫn điện thoại mà cô đã dùng để liên lạc với nạn nhân để phi tang. Hung khí gây án là con dao cũng được Kim Anh phi tang và mãi sau đó vẫn không tìm thấy. Tuy nhiên, dựa vào kết quả khám nghiệm hiện trường, đã xác định được dấu vết, được vân tay ngón tay ở mặt ngoài cánh cửa bên trái, phía trước xe ô tô là của Kim Anh. Các sợi tóc thu được trên thảm để chân bên trái của xe ô tô là tóc của Kim Anh. Lời khai của Kim Anh cũng như lời khai của người lái xe taxi chở Kim Anh sau khi gây án. Lời khai của nhân chứng phát hiện thấy chiếc xe của nạn nhân tại ngõ 279 Đội Cấn, đủ cơ sở để xác định chỉ có một mình Kim Anh gây án. Trong quá trình bị cơ quan điều tra thẩm vấn, Vũ Thị Kim Anh đã khóc rất nhiều và tỏ ra ăn năn với việc mình đã gây ra. Đặc biệt khi nhìn thấy mẹ, Kim Anh òa khóc nức nở. Cô gái phút chốc trở nên yếu đuối trong vòng tay mẹ, nén giọt nước mắt vào lòng, người mẹ động viên. Mẹ và bố luôn yêu thương con, dù con đã làm sai điều gì đi nữa, mẹ không bao giờ bỏ rơi. Nhớ thành khẩn khai báo, pháp luật sẽ khoan hồng với con. Dịp phút gặp gỡ gia đình của Kim Anh bỗng dưng chìm trong im lặng. Bố mẹ Kim Anh thầm hiểu, cuộc đời của con gái họ đang rẽ sang một hướng khác. Ở góc phòng, một nữ điều tra viên cũng đã không cầm được nước mắt. Cánh cửa cuộc đời đã tạm đóng trước cô sinh viên sư phạm Vũ Thị Kim Anh. Bản án 14 năm tù đã được tuyên cho hành vi tội ác mà Kim Anh đã gây ra. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!